internet đã kết nối nhân loại với nhau gần hơn và có lẽ những người đàn ông này cũng nghĩ vậy thay vì phải đến tận trường gà để xem và cá cược thì họ ngồi trong một quán cà phê theo dõi đá gà qua internet và nhà cái thì ở mãi bên campuchia nhưng dù cá cược ở trường gà hay qua mạng internet thì rủi ro cũng vẫn như nhau Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 1 tháng 3 năm 2023, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện Bình Tân triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trực tuyến qua internet trên địa bàn. Khi công an bất ngờ kiểm tra quán cà phê không tên của bà Lê Thị Diễm Hằng ở ấp Tân Hữu, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, thì phát hiện bắt giữ 27 người có hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh hậu Giang đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet có nhà cái tại Campuchia. Tại hiện trường, công an tạm giữ 27 điện thoại di động, trong đó có 16 điện thoại đang mở trực tiếp các trận đá gà từ nhà cái ở Campuchia, 16 xe máy và khoảng 60 triệu đồng tiền mặt. Công an đã di lý những người liên quan đến vụ đánh bạc trực tuyến về trụ sở làm việc và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.